Kính thưa tất cả quý mạnh thường quân và quý khán giả đang xem kênh Thương Phạm. Thần mới vừa nhận được cái thùng quà đến từ chị Tho ở Châu Đốc. Thần đoán là trong đây là rất là nhiều dầu gió để cho bà con. Trời ơi, cái gì đây? Coi như là từ lúc mà Thần đăng cái chú mà chữa bệnh bằng cách mà so nguyệt đạo quý vị. Rất là nhiều khán giả gọi điện Thận để xin số điện của cái chú ấy. Xin số điện và cái vị trí đó. Thận cũng chia sẻ luôn là trên cái video đó, chú có đọc số điện thoại nè. Rồi vị trí nè. Chỗ ở chỗ nào đó chú có đọc trên đó đó. Rồi quý bà con mình khi mà cần á thì xem hết cái video á thì chú có đọc trên đó đó. Để cho nhanh quý vị, nhiều khi nguyên ngày quá trời cuộc gọi luôn, cho nên là Thận không thể nào trả lời hết được. Cho nên là bà con mình xem video á, xem chú có đọc ở trên đó đó quý vị, rồi xong rồi bà con mình lấy giấy viết sẵn, rồi cái mình ghi lại để mà liên hệ với chú. Rồi sẵn đây thì Thận sẽ nói cái vấn đề của chú luôn. Sau khi Thận up lên hai clip rồi thì cũng có một số bà quý vị khán giả nó cũng không tin là hết bệnh, rồi cũng có số khán giả thì tin đây là cách trị bệnh truyền thống của chú hồi xưa là vậy. Có cái cây que hoạch đó là nguyệt đạo đó. Rồi có số bà con khán giả không tin là chị theo bác sĩ cho chắc ăn đó thì Thận thấy là ví dụ như bà con nào tin thì lại đó chị cũng được, tại chú không có ăn tiền, nó không có uống thuốc uống men gì hết, thì chú cũng có nói rồi, chú giải nguyệt. Rồi quý bà con mình mà bệnh hoạn giải xong rồi quý bà con mình trở lại bệnh viện để điều trị bình thường, chứ không có gì hết trơn quý vị, rồi vẫn kết hợp với bệnh viện mà. Thận thấy những cái điều hay thì không có tốn tiền cho bà con thì Thận cũng cố gắng Thận chia sẻ, tại chú kể như vậy mà hết được thì Thận mình, còn không bà con nào không có duyên hết thì cũng gì thôi, đâu có uống viên thuốc nào đâu, cũng không có tốn tiền nào. Ví dụ như mình lại đó mình tốn vài trăm ngàn tiền xe thì cũng không sao, cái đó là mình cũng được cái trị được cái bệnh quý vị. Rồi thì bây giờ bà con mình nhớ lời Thận dặn ha, xem hết cái video thì chú có đọc cái vị trí thông tin trên đó. Rồi bây giờ thì sẽ khui ra thôi. Nói chung là Thận nhận cái thùng này là bữa trước rồi, do đi quay không có nhiều thời gian đó quý vị. Sao Ly quay gần lại. Coi bé Thịnh kìa, nó tào lao kìa. Nè. Dạ. Ừ. Ừ, cha khui này nè. Nôm mới vừa biết nói cách nay khoảng chừng mấy ngày là nói gì được con chữ à, bây giờ là bắt đầu là tập nói hai ba chữ rồi. Cái gì? Rồi mua hả? Wow. Ghê trời. Vỗ tay. Wow, cái này cái gì vậy? Tôi đi mua hả? Cái này là à me sấy khô không sao Ly? À, một bịch. Trời ơi khui luôn kìa. Hai bịch. Cái này cái gì? Bánh hả? Con ăn không? Dạ. Dạ. Hay quá dữ. Chút xíu ăn ha. Ôi ôi. À, một hộp bánh, hai bịch me. Cái này cái gì? Đường. Cái này là cơ sở sản xuất đường thốt nốt ở Nhật Tường. Chút mẹ thôi. Wow.
Wow. Mua vậy. Mua. Hai bịch đường. Mua. Cháo. Rồi. Tiếp theo. Ô. Quá trời rồi. À hình như là nhà mình còn cái dầu màu trắng nhiều phải không? Ờ à, đợt này là té con. Đợt này là chị Tho gửi là dầu màu vàng lại nè. Coi coi ống ba chè ba cháo kìa. Wow, cái này là dầu nè quý vị. Tất cả cái này là dầu. Dầu màu vàng. Cái này dầu màu trắng cộng màu vàng. Dầu này thì bà con rất là khen quý vị. Nói chung là Thuận cũng nhận cũng khá là nhiều dầu bên phía chị Tho gửi rồi. Mà sức ai cũng khen, đặc biệt là những người mà bị viêm mũi. Rồi tiếp theo là cái bịch này. Bịch này là bịch me. Wow. Wow. Nó cũng qua theo. Cái này me me làm mứt phải không? Mứt me phải không? Sao Ly? Ờ à, có đường nè. Mà ngào đường hả? Rồi tiếp theo đây là 500.000. Đây là hai tờ giấy số, rồi mỗi một tờ này là chắc có lẽ là 2 tỷ, 4 tỷ. Nhưng mà không có giống số, chắc được 2 tỷ à. Rồi tiếp theo Thuận nhận được là 500 ngàn rồi có kẹp 2 tờ giấy số. Trời ơi, sức dầu không? Dám sức không? Dám sức không? Dám. Nói sức là được không? Đâu, 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 cho, đâu, cho mở ra cho Thuận, Thuận sức thôi. Nè, nè, con sức nha, sức thôi, rồi, giở bụng ra, sức nè. Giở bụng ra, giở bụng ra. Rồi, rồi, sức vô bụng, giở bụng đi, tự giở bụng đi. Giở bụng đi, sức vô. Không, không. Rồi, thì nói chung là cũng mừng quá quý vị. Bao nhiêu dầu đây thì Thuận thường thường Thuận đi cho bà con nghèo, bà con khó khăn ở ngoài đường có, bán vé số có. Đặc biệt là những người già, với những người mà bị viêm mũi, viêm son rồi đó. Thì nhiều khi Thuận đi cho mà vừa thuốc nữa, vừa dầu. Khi bà con ở ngoài đường đó, Thuận chạy ngang, Thuận cho đó, không có thời gian mà Thuận quay. Nhưng mà tất cả là Thuận cho bà con là không có lấy tiền. Nhiều khi mọi người đừng có hiểu lầm là Thuận là tới đó Thuận cho hay là Thuận bán cái gì đó thì tội nghiệp Thuận. Tất cả những bà con mà được cho dầu này á, tại vì cô chú mình thương Thuận Quân là gửi là để cho bà con. Rồi thì bây giờ thì Thuận tiếp lời với bà con, xin gửi lời chân thành cảm ơn phần quà của chị Tho, cũng như là hôm nay Thuận khui cái thùng rất là nhiều quà. Bây giờ phần còn lại là Thuận cũng đăng cái clip này lên để gửi cho chị Tho là Thuận đã nhận được cái thùng quà này. Thứ hai nữa thì Thuận có nhận được là quà như là bánh với lại bánh kẹo rồi đường vân vân. Rồi Thuận cũng mong chị Tho kết nối lại Thuận với những cái này là cho ai cho làm sao để căn dặn Thuận. Rồi đây hai tờ số với lại tiền nữa. Thuận cũng mong chị Tho phản hồi lại Thuận để căn dặn Thuận. Trời ơi, làm xe luôn, ngồi xuống đi, kéo cho, chờ kéo cho. Nó nhảy đi ngồi nãy giờ hả? Tới công chuyện luôn. Rồi Thuận cũng thông báo tới tất cả quý vị khán giả là cái kênh YouTube Thuận Phạm Official là Thuận sẽ đã bị hôm trước bị cái lỗi đó, hôm nay đã hết hạn rồi, bây giờ là kênh Thuận nó bình thường rồi. Kính mong tất cả quý vị khán giả thương Thuận cũng như thương bà con nghèo, bà con khó khăn. Cũng như là đăng ký like và chia sẻ thật mạnh lên để cho kênh Thuận lấy lại cái đề xuất. Cái thứ hai nữa Thuận có tạo một cái kênh phụ đó là Thuận Phạm Độc Lạ đó quý vị. Thì tới đây á, thì
Thuận sẽ tận dụng lại cái kênh này, cũng được là khán thính giả cũng yêu thương, cũng được mấy chục ngàn người đăng ký rồi. Thuận sẽ làm cái phim. Cái gì con? Cái nước khoe là vô đây ngồi được nè. Thuận sẽ làm cái phim là sẽ quay về cháu Thịnh, là với lại cháu Tính, với lại mấy đứa nhà của Thuận á. Là cái kênh đó thì đã được bật kiếm tiền rồi quý vị. Thì nếu mà được khán giả thương mà quan tâm á, ủng hộ các cháu làm á, thì Thuận chắc có lẽ là Thuận sẽ chích 50% để cho bà con nghèo, bà con khó khăn. Còn lại cái kênh đó 50% thì các cháu sẽ dùng lại để mua những đạo cụ, mua những cái đồ mà các cháu để làm phim á, để ví dụ như là cháu đi các cháu đi làm những cái đi vô rừng hay là đi làm cái gì đó, nói chung là cái kênh đó thì sẽ hoạt động mang tính chất là vui chơi giải trí. Rồi doanh thu thì Thuận sẽ báo lại là 50% cho người nghèo, còn lại 50% để cho các cháu có cái doanh thu để mua những cái này kia để các cháu đi quay. Sao? Muốn ăn hả? Dạ. Trời ơi trời. Rồi chứ xin phép chị Tho là Thuận khui cái này ra cho cháu nha. Con muốn ăn phải không? Dạ. Rồi còn cái tiền này thì Thuận sẽ tạm giữ. Vé số luôn, tạm giữ luôn. Ủa cái này khui không có được. Cái này nó có cái đường dán rồi. Mẹ. Má gì? Má ba rồi. Nhớ vô đây ngồi đi, vô đây ngồi đi rồi cho ăn. Vô đây ngồi đi. À, vô đây ngồi mới được ăn. Má ba. Rồi, bóc đi. Một cái thôi nghe. Rồi. Ngon không? Ngon không? Rồi đó mời khán giả, mời khán giả ăn. Ngon không? Ngon không? Rồi vô đây ngồi. Rồi. Rồi nhai đi. Nó. Rồi kính thưa tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và quý giả, chắc có lẽ là Thuận sẽ khép video lại tại đây. Xin gửi lời chân thành cảm ơn là cái thùng quà hôm nay là của chị Tho ở Châu Đốc rất là nhiều. Ngoài cái thùng này ra thì Thuận còn nhận rất là nhiều thùng đợt trước, cũng như là gửi vừa có quà vừa có dầu gió đồ vân vân để giúp đỡ bà con. Thì chị cũng có gửi tiền để giúp đỡ cho bà con nghèo, bà con khó khăn nữa. Xin gửi lời chân thành cảm ơn tấm lòng của chị Tho ở Châu Đốc rất là nhiều. Nghe bây giờ chắc có lẽ là Thuận xin được phép hẹn gặp lại tất cả quý cô chú anh chị, quý mạnh thường quân và khán giả trong clip tiếp theo. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Coi kìa, nó chui vô đó. Đau chui sao chui lại coi. Tới con chuyện kìa. Rồi đóng lại luôn ha. Rồi chào không giả kìa, chào không giả đi. Rồi rồi chào. Cháu không quay mặt lại chào đàng hoàng coi kìa. Ba chè ba cháu không? Thuận đặt cho các cháu là cái tên ba chè ba cháu luôn. Rồi chào coi. Chào.